trên hết rồi, mình không lên trên được luôn. Rồi thôi để mình qua khám phá cái căn bếp bên kia. Bếp này đi lối nào đây? Hoàn toàn hết. Wow, đây là khí công đó nè. Thấy không? Để đồ gối này kia. Hồi xưa ở đây là cái nhà khách đó nè, nhà nghỉ á, khách sạn. Đây nè. Mùn mền chiếu gối. Thấy cái dấu chân không? Cái dấu chân mới đi nha. Dấu dài đó. Là có người đi. Căn nhà quan tàn lắm. Thôi chào các bạn nha. Phía sau mình là mình mới vừa đi vô đó khám phá cái căn biệt thự của Pháp nha các bạn, bỏ hoang. Nhưng mà mình đa số biệt thự ở đây mình bỏ hoang, nhưng mà mình chỉ khám phá được tầng dưới thôi. Tầng trên người ta có cánh cửa sắt.